Cuộc đời và sự nghiệp của Sát Bình. Từ người làm công nghệ đến Sát Bình ngày nay, người được mệnh danh là gió đông của startup công nghệ. Sát Bình là ai? Sát Bình có tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình. Ông sinh năm 1981 tại Hà Nội, là nhà sáng lập kiêm chức chủ tịch tập đoàn Nextech. Nextech phần lớn hoạt động trên các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính hay giáo dục công nghệ và dịch vụ hậu cần. Hiện nay, tập đoàn Nextech của Sát Bình đang sở hữu một chuỗi các dự án lớn như Fastgo, Ngân Lượng, Vimo hay MBOS. Và ở trong chương trình thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam thì Sát Bình đã chính thức xuất hiện và tham gia cùng với các Shark khác như Shark Hưng, Shark Việt. Sát Bình khởi nghiệp từ năm 20 tuổi. Là một người đam mê với công nghệ, ông bắt đầu tiếp xúc với máy tính và mày mò viết phần mềm từ khi còn học cấp 3. Năm 2001, khi mới chỉ là chàng sinh viên năm thứ 2 Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã bắt đầu khởi nghiệp. Ông thành lập ra công ty PeaceSoft chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp. Khi đó, ông Bình vừa làm chủ vừa làm nhân viên cho chính công ty của mình và một mình gây dựng, chèo lái PeaceSoft. Trong một lần tham gia chương trình CEO chìa khóa thành công, ông Bình có chia sẻ về những khó khăn khi thành lập và phát triển công ty PeaceSoft. Ông tiết lộ, gần 3 năm đầu khiến ông mệt mỏi bởi nghề đi code dạo cứ ráo mồ hôi là hết tiền, những khi ốm đau không làm được là đói. Khi ở Việt Nam bắt đầu phát triển Internet, nhà sáng lập Nextech khi đó đã bắt đầu nghiên cứu và tham khảo mô hình của eBay và Alibaba. Sau đó, ông xây dựng dự án và gọi vốn thành công từ quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures tại Việt Nam. Nhờ vậy, PeaceSoft nhanh chóng thay đổi chiến lược, mở rộng quy mô, tuyển dụng nhân sự mở sàn thương mại điện tử, chợ điện tử.vn. Sau thất bại tại thị trường Trung Quốc, tập đoàn eBay, Mỹ, chuyển hướng sang thị trường Đông Nam Á và PeaceSoft là ứng cử viên sáng giá được chọn làm đối tác kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam. Đây được cho là thời điểm cực thịnh của PeaceSoft, bởi theo ông Bình, eBay xuất hiện ở Việt Nam đúng vào thời điểm dân Việt đang khát hàng ngoại. AB.vn đã chắp cánh cho người Việt có thể mua sắm khắp thế giới. Nhân cơ hội đó, PeaceSoft đã xây dựng thêm Ngân Lượng.vn nhằm hỗ trợ thanh toán cho chợ điện tử.vn và AB.vn. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại điện tử kéo đến khi thị trường thương mại điện tử Việt Nam dần phát triển. Các tên tuổi lớn như Lazada và Shopee lần lượt nhảy vào. Điều này dường như là một cú giáng trí mạng đối với PeaceSoft khi đối tác chiến lược eBay không muốn tiếp tục cuộc chơi đốt tiền nên quyết định rời Việt Nam. Đang từ đỉnh cao đứng trên vai người khổng lồ, Sát Bình như rơi xuống vực thẳm khi PeaceSoft dần mất thị trường vào tay các ông lớn khác. Thậm chí, ông Bình còn có nguy cơ mất luôn sự nghiệp hơn 10 năm xây dựng. Trên mặt đất, khi chợ không có khách thì vẫn còn bất động sản, nhưng với chợ trên mạng thì chỉ còn một cái tên miền vô giá trị. Chưa kể, thương mại điện tử chỉ có chỗ cho một vài ông lớn, vậy còn có chỗ cho PeaceSoft? Ông Bình đặt câu hỏi. Con đường trở thành chủ tịch tập đoàn triệu đô. Sau cuộc ly hôn với eBay, ông Bình đã lao vào mày mò trong không gian số và dần nhận ra lượng mua sắm qua online chỉ chiếm 2%, còn đến 98% vẫn giữ thói quen mua sắm trong các môi trường truyền thống. Ông cũng nhận định, trong cuộc chơi thương mại điện tử, PeaceSoft có thể yếu hơn nhiều lần so với các đối thủ đến từ nước ngoài. Song, trong môi trường truyền thống, PeaceSoft hoàn toàn có đủ khả năng phát triển mạnh mẽ. Tại sao không điện tử hóa các giao dịch truyền thống trong đời thực? Ông Bình đặt câu hỏi. Một tầm nhìn mới về một thị trường rất rộng lớn được ông Bình nhìn ra, và đây chính là một lối thoát mới cho PeaceSoft. Ông Bình đã thuyết phục mọi người chuyển hướng kinh doanh từ thương mại điện tử sang phát triển điện tử hóa thương mại. Tầm nhìn mới được xây dựng và tập đoàn Nextech cũng ra đời từ đó.
Sau khi ra đời, NextStep liên tục ra mắt các sản phẩm mới như giải pháp thanh toán thẻ tín dụng trên di động MBOS, cổng thương mại điện tử xuyên biên giới WeShop, giải pháp hậu cần kho vận cho thương mại điện tử Baxin, hay ví điện tử trên di động Vimo, và mở rộng hoạt động ra nhiều nước khác như Mỹ, Indonesia, Singapore. Hướng đi của NextStep sẽ là các giải pháp và công cụ công nghệ thông tin nhằm giúp các doanh nghiệp truyền thống có thể tối ưu hóa hoạt động. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể dựa trên các thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm thêm khách hàng và chia sẻ các giá trị gia tăng. Hiện nay, NextStep là tập đoàn lớn với hơn 1.000 nhân viên tại 7 quốc gia, hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là điện tử hóa thương mại, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử. Năm 2018, sản lượng giao dịch của NextStep là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu tương lai của NextStep là trở thành tập đoàn điện tử hóa thương mại sáng tạo và lớn mạnh nhất Đông Nam Á. Phát ngôn gây sốc đến với các startup. Mặc dù mới tham gia Shark Tank Việt Nam năm 2019, nhưng Shark Bình đã để lại ấn tượng đặc biệt với các startup cùng khán giả truyền hình. Ông được mệnh danh là vị Shark phủ nhất chương trình bởi những phát ngôn thẳng thắn như tát nước vào mặt startup. Shark Bình gây chú ý khi liên tục đưa ra những nhận xét gay gắt cho startup, nhất là về sự trên trời của các vị CEO trong việc định hướng kinh doanh. Người ta nói, những phát ngôn của ông Bình chẳng khác nào dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt các vị founder và CEO của các startup. Thậm chí, có nhiều người còn không giữ được bình tĩnh và suýt rơi nước mắt khi nghe Shark Bình nhận xét. Ví dụ điển hình nhất là trường hợp của founder Lê Nguyễn Khánh Trình trong Shark Tank Việt Nam mùa 3. Tại đây, startup đã gọi vốn 5 triệu đô la Mỹ cho 10% cổ phần công ty chuyên xuất khẩu khung xếp đa năng tự lực. Từ định giá startup 50 triệu đô la Mỹ, dù mới xuất khẩu được khoảng 1.000 đơn hàng, không chỉ Shark Bình, mà các Shark còn lại đều từ chối đầu tư. Do startup này đã định giá công ty quá cao so với thực tế. Đặc biệt, Shark Bình không hề kiêng nể khi nhận xét startup rằng em đang bị ngáo giá, điên rồ. Những câu nói đậm chất Shark Bình. Bọn em dùng rất nhiều thuật ngữ chém, tự định giá 110 tỷ, có khi không phải người của trái đất này. Đừng tự đôi lòng mình. Anh nghĩ bản thân em và đội ngũ của em chưa hoàn toàn tin tưởng vào mô hình kinh doanh này đâu. Hai câu nói rất nổi tiếng. Em đang bị ngáo giá đấy à. Bên trên là cuộc đời tiểu sử sự nghiệp của Shark Bình, người truyền cảm hứng cho rất nhiều startup Việt Nam. Cuối cùng cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hay hãy like. Muốn đóng góp ý kiến đừng ngại hãy ấn vào comment. Chúng tôi có rất nhiều video hay và ý nghĩa bạn có thể xem thêm. Ấn vào đăng ký kênh để được đón xem video mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.